Chào các bạn nha. Tàn quá dữ các bạn ơi. Này cái mai này mới bấn về các bạn. Đây lại lái lá chưa. Mai này mai thiên nhiên. Nhìn bộ tàn là thấy ghiền rồi. Cái này mình đón khoảng cao khoảng 8 mét rồi bạn. 8 mét là hơn 8 mét rồi đó. Quá lực. Thấy đẹp quá, chia sẻ cho bạn xem nha các bạn. Nhìn cái tàn là mấy bạn biết là Tết là bông là cỡ nào rồi đó. Cũng luôn á. Quá dữ. Làm xem cái đế đó bạn ơi. Này mới bấn về người ta chổi cây nè bạn. Mới vô bầu. Làm xem cái vành dưới đế đó. Khủng luôn bạn ơi. Cái ghế nó bự hơn cái cầm tay mình nữa, cả cái giò mình á. Quá tài bồ đế. Này vành 80 các bạn. 80 hơn 80. Tàn siêu khủng. Cao dời dời luôn các bạn ơi. Đế khủng. Này mới bấn về mình vô chỗ cái mình lặt lá hết các bạn. Lặt lá hết nè. Cho cây đựng xi. Cái tàn là mê các bạn ơi.
đế làm mê các bạn ơi, quá đỉnh. Cây này mà nó ra lá này kia đồ đàng hoàng tươi tốt là nhìn rất ghiền luôn bạn. Tàn rất là khủng, tàn nào 8 mét các bạn, 8-9 mét chiều ngang á, quá dữ. Đế này để trong cái bịch tủ của ta.